hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Thanh Lập Tuyết. Kết quả món quà nhận được từ bố lại là một cái tát nhớ đời trước mặt tất cả mọi người. Thanh Lập Tuyết tủi thân bật khóc, sau đó bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Trong thư phòng, Thanh Phấn đang cúi người trước Lâm Phi. Lâm Thiên Sư, là tôi dạy dỗ con gái không tốt, mong cậu bỏ qua cho. Lâm Phi khẽ lắc đầu, không sao, có chuyện gì cứ nói thẳng. Thanh Phấn thấy Lâm Phi không để bụng, liền trầm giọng nói tiếp, chuyện của nhà họ Tống và nhà họ Cơ tôi đã nghe nói qua, không biết bản thân có thể giúp được gì cho cậu không. Lâm Phi khẽ cười rồi nói, ông không cần phải nghĩ nhiều đâu, mọi chuyện tôi tự có sắp xếp của riêng mình, nói chuyện chính mà ông muốn nói đi. Nhà họ Bạch là phân gia đời đời bảo vệ nhà họ Thanh, vẫn luôn tu hành tâm pháp của tộc. Bây giờ nhà họ Thanh chúng tôi đã không còn ai tu hành cổ võ nữa, còn nhà họ Bạch thì lại cao thủ như mây, thậm chí bây giờ trong tay còn giữ Vạn Thủ Chi Mẫu. Nếu nhà họ Bạch không có dã tâm như trước đây thì đây chắc chắn là chuyện tốt, nhưng bây giờ con trai Thanh Minh Vũ của tôi đã bị hại. Lâm Phi nghe vậy thì đưa cho Thanh Phấn ba lá bùa, chuyện đó ông cũng không cần quá lo lắng, niệm tình ông trọng tình nghĩa biết tuân thủ trước sau, tôi có thể tặng cho ông những tấm bùa kết giới này, nó có thể giúp giữ mạng khi gặp phải nguy hiểm. Thanh Phấn nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội dùng hai tay nhận lấy và cảm ơn Lâm Phi. Lâm Phi nói thêm rằng, có điều con gái của ông không chịu tiếp nhận đồ của ta, khi gặp phải nguy hiểm sẽ khó tránh được việc tính mạng bị đe dọa. Lâm Phi nói xong thì rời khỏi phòng sách. Lúc này những tiếng khóc đột nhiên vang lên, thì ra là Thanh Lập Tuyết đã bị bắt về. Cơ Giao Quang đang ở trong phòng an ủi cô ấy. Đợi sau khi Cơ Giao Quang ra khỏi phòng, Lâm Phi mỉm cười hỏi cô ấy rằng, em tặng dây chuyền cho Thanh Lập Tuyết rồi, sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện giống Thanh Minh Vũ hả? Cơ Giao Quang khẽ gật đầu, đúng vậy, tôi nghĩ quan hệ của anh và Thanh tổng không đơn giản, chắc chắn sẽ tặng bùa bình an cho nhà họ. Nhưng Thanh Lập Tuyết chắc chắn sẽ không chịu nhận ý tốt của anh, nên chỉ có thể tự mình ra mặt. Cơ Giao Quang nhìn về phía Lâm Phi khẽ hỏi rằng, anh sẽ không trách tôi tự mình làm chủ, đem đồ anh tặng tôi đi tặng cho người khác đấy chứ? Lâm Phi nghe vậy thì khẽ lắc đầu, chỉ là một tấm bùa kết giới mà thôi, vung tay vẽ vài cái là có. Đến buổi tối, Lâm Phi và Cơ Giao Quang cùng nhau rời khỏi biệt thự của nhà họ Thanh, nhưng không ngờ Tống Hạo đã sớm chờ đợi ở đây từ lâu rồi. Cơ Giao Quang, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, hôm nay hoặc là lên xe đi theo tôi, hoặc là hậu quả sau này tự chịu. Bên cạnh Tống Hạo lúc này là một người đàn ông trẻ tuổi nét mặt nghiêm nghị, anh ta chính là Đào Anh Võ, sư huynh của Tống Hạo. Lâm Phi giống như không nhìn thấy hai người đó, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đào Anh Võ liền tiến lên chặn đường của cậu ấy, không biết sư phụ của cậu là ai, không ở trong sư môn tĩnh tâm tu luyện, lại dám đến đây gây chuyện đối đầu với sư đệ của tôi. Nghe thấy người đó nói vậy, sắc mặt của Cơ Giao Quang trở nên căng thẳng, nhưng Lâm Phi lại giống như không có gì mà bình tĩnh nói, không môn không phái. Đào Anh Võ nghe vậy thì mặt đầy kiêu ngạo, không thầy mà tự học thành tài, cậu nghĩ tôi là tên ngốc đấy hả? Tôi là Đào Anh Vũ, đại đệ tử của Đào Tiềm Chân Nhân, nếu như cậu đã là người của giới cổ võ thì chắc cũng đã nghe đến danh tiếng của sư phụ tôi rồi đúng không? Lâm Phi nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Đào Tiềm? Đào Anh Võ thấy vậy thì miệng lộ ra nụ cười đắc ý, đúng vậy, sợ chưa hả? Ai ngờ câu tiếp theo Lâm Phi lại nói rằng, tên vô danh tiểu tốt nào không biết, chưa từng nghe nói đến. Đào Anh Võ nghe vậy thì vô cùng tức giận, ngươi đang cố tình đâm đầu vào chỗ chết đúng không? Dám buông lời làm nhục sư tôn của ta. Khi Đào Anh Vũ đang chuẩn bị ra tay thì những người khách khác cũng trùng hợp đi ra, có đánh nhau, mau 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 quay lại đăng lên mạng nhất định sẽ rất hát. Tống Hạo khẽ vỗ vai Đào Anh Võ nói, sư huynh, trước mặt nhiều người dễ làm kinh động đến cảnh sát, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Tống Hạo nói xong thì để Đào Anh Võ rời đi trước, còn bản thân hắn thì vẫn mặt dày ở lại. Cơ Giao Quang, hôm nay tôi tạm thời bỏ qua tên vệ sĩ mặt trắng của cô, nhưng cô bắt buộc phải đi theo tôi. Tống Hạo đúng là điển hình của biểu hiện mất não, mặt bị đánh đến lệch sang một bên rồi mà vẫn dám mở mồm ra uy hiếp Cơ Giao Quang. Lâm Phi nghe vậy thì tiến lên đứng chắn ở giữa và nói, chỉ là một đám con chip lạc hậu, nhà họ Tống thật sự coi nó là bảo bối hả? Mấy người tưởng rằng chỉ dựa vào nó là có thể khống chế được nhà họ Cơ sao? Tống Hạo nghe Lâm Phi nói vậy thì bật cười thành tiếng, đúng là không có kiến thức, dám nói con chip của nhà họ Tống chúng ta lạc hậu. Cho dù nhà họ Cơ có muốn chết thì những cổ đông quản lý cấp cao kia sẽ cam tâm tình nguyện chết cùng nhà các người sao? Cơ Giao Quang nghe vậy thì phản bác rằng, cho dù là như thế nào họ cũng đều sẽ trung thành với nhà họ Cơ, không cần anh phải lo lắng suy nghĩ. Lúc này giám đốc Lưu của tập đoàn Cơ Thị bước ra nói, Cơ tổng, hợp tác với nhà họ Tống là chỉ lợi không hại, vì lợi ích của mọi người tôi thấy cô hôm nay vẫn nên đi cùng và bàn chuyện với Tống thiếu gia cẩn thận thì hơn. Cơ Giao Quang nghe vậy thì tức đến tái mặt, cô ấy không ngờ rằng Lưu Thành lại dám ngang nhiên đứng ra nói giúp cho Tống Hạo như vậy. Tống Hạo lúc này đắc ý cười lớn, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía của Cơ Giao Quang, kẻ thức thời chính là Trang Tuấn Kiệt, cô mà còn tiếp tục do dự thì sẽ phải đối mặt với cảnh công ty sụp đổ ngay trước mắt, không chỉ là giám đốc mảng sản phẩm, chỉ sợ tổng giám đốc của tập đoàn cũng sẽ. Tống Hạo đang nói dở câu thì nhìn thấy Hàn En Tứ, vì thế liền hưng phấn vẫy tay, En Tứ, bên này. Lâm Phi đưa mắt nhìn về hướng mà Tống Hạo đang vẫy, Hàn En Tứ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, ôi trời, Đại Ma Vương cũng ở chỗ này, vì thế liền vội vàng nói rằng, cái đó, Tống thiếu, tôi ở nhà vẫn còn chút việc, tôi đi trước đây. Lời vừa nói dứt, Hàn En Tứ đã vội cắm đầu bỏ chạy. Tống Hạo nhìn thấy cảnh này thì nụ cười trên mặt dần trở nên đông cứng. Lưu Thành vội đứng ra giải thích rằng, Tống thiếu, nhà của Hàn tổng có lẽ là thật sự có chuyện gấp, cậu đừng để trong lòng. Lúc này Lâm Phi đột nhiên nói rằng, nếu như nhà họ Cơ có được con chip tiên tiến hơn, nhà họ Tống mất đi một đơn đặt hàng lớn, cộng thêm sự gia nhập của con chip mới vào thị trường, vị trí của nhà họ Tống sẽ rớt xuống trở thành gia tộc hạng 2. Ngươi có tin không? Tống Hạo nghe vậy thì cười lạnh, chỉ là một tên thần côn lừa đảo Thanh Phấn, vậy mà thật sự tưởng rằng bản thân vai vế hơn người sao? Tôi nói cho anh biết, Hoa Hạ có một doanh nghiệp có loại con chip mà anh nói, nhưng đừng nói là nhà họ Cơ, đến phụ ông hàng đầu Hoa Hạ cũng không có được nó. Lâm Phi nét mặt không đổi mà nói rằng, thật sao? Chờ rồi xem.
Lưu Thành ở bên cạnh phụ họa cho Tống Hạo. Đúng là tên nhà quê, muốn có được con chip của nhà họ Diêu đứng đầu Tây Nam, cho dù nhà họ Cơ có đến tận cửa dập đầu thì người ta cũng không đưa đâu. Cơ Giao Quang tức giận nói rằng: "Lưu Thành, ông có tin ngày mai tôi sẽ cắt chức của ông không?" Lưu Thành nghe vậy thì có chút lo lắng, ánh mắt nhìn về phía của Tống Hạo tìm kiếm sự giúp đỡ. Tống Hạo khẽ vỗ lấy vai ông ta mà nói rằng: "Ông không chỉ có thể giúp ông phục chức, mà còn có thể tăng lương gấp đôi. Mau chờ mà xem, ngày mai tập đoàn Cơ Thị sẽ phải đối mặt với vực thẳm." Cơ Giao Quang tức giận lầm bầm: "Những cổ đông khác của nhà họ Cơ không phải cũng đều là người giống như Lưu Thành đấy chứ?" Buổi sáng ngày hôm sau, Cơ Giao Quang đang đánh răng thì Ngô Mặc Linh vội vàng chạy đến nói: "Không tốt rồi, Lưu Thành đưa theo một nhóm quản lý cấp cao đến gây chuyện trong phòng của chủ tịch." Cơ Giao Quang nghe xong thì lập tức cởi bỏ áo ngủ: "Đi, chúng ta đến công ty."